Hi, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Trâm và đừng quên là nhấn nút like cho video này cũng như là subscribe channel của Trâm để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới từ Trâm nhé. Và đừng quên follow hai Instagram của Trâm nhé, Instagram cá nhân của Trâm và đây là Instagram mà nơi Trâm bán những cái màu Lightroom mà Trâm làm ra. Nếu các bạn muốn tham khảo những màu khác cũng như mua mùi cho Trâm thì các bạn có thể vào cái Instagram này nhé. Trong những cái video trước thì Trâm cảm thấy có khá là nhiều bạn hứng thú với cái chủ đề là sử dụng PicsArt để mà chỉnh sửa hình ảnh. Thì hôm nay Trâm sẽ quay trở lại với cái kiểu video đó đây. Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà Trâm dùng PicsArt để mà thay đổi cái phong cảnh phía sau. Có nghĩa là từ tấm hình này sang tấm hình này. Và sau đó Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình sẽ sử dụng Lightroom để mà chỉnh cái tấm hình này. Thì đó giờ Trâm chưa bao giờ dùng Lightroom để mà chỉnh những cái tấm hình mà kiểu như thông tối trơn. Thì Trâm mong là trong cái video này Trâm cũng sẽ chỉ cho các bạn cách mà Trâm chỉnh tấm hình này như thế nào luôn. Và đặc biệt là mình ghép như thế nào để nhìn cho nó thật thì các bạn hãy xem hết cái video này nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái video này nha. Thì đầu tiên Trâm sẽ vào PicsArt và Trâm sẽ lấy cái tấm hình mà Trâm muốn cắt cái người Trâm ra đó để mà Trâm dán vào tấm hình khác. Đó là cái tấm hình này nha. Thì Trâm sẽ cắt cái người Trâm ra cùng với cái cánh tay mà chắc Trâm luôn. Bây giờ Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình cắt cái người mình ra dễ nhất nè. Thì các bạn thấy cái dòng đen ở phía dưới không? Thì Trâm sẽ kéo cho đến khi mà Trâm thấy cái chữ là cut out ngay chỗ này. Trâm sẽ bấm vô đó và thay vì mình vẽ cái để mà mình cắt thì bây giờ sát bên nó có hình người luôn. Có nghĩa là khi mà bạn chọn cái chế độ đó thì nó sẽ tự động cắt cái người ra cho bạn luôn. Thì bạn sẽ chọn cái này nha. Thì đó các bạn thấy chưa? Nhưng mà các bạn đừng có để như vậy, thì để như vậy thì nó sẽ lấy những cái viền xung quanh nữa. Thì thay vào đó Trâm sẽ zoom to lên một tí. Và các bạn thấy phía dưới ông nó có hình cái cục gom á. Trâm sẽ chọn cái cục gom và Trâm bắt đầu gom những cái mà nó không có thuộc về cái người mình đi. Các bạn thấy ông nó ngó vậy thôi mà nó hồng hồng ra đỏ á. Cho nên Trâm cũng sẽ gom đi luôn đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ gom đi và các bạn phải làm cái này cho nó thiệt kỹ nha. Tại vì các bạn mà làm không kỹ á, thì nhìn ra nó sẽ bị cái viền trắng trắng ở ngoài thì nhìn nó rất là ảo luôn. Cho nên mình sẽ phải gom sao cho nó sạch. Mà Trâm sẽ chỉ một cái bạn nữa nè. Các bạn thấy cái size xong các bạn sẽ chọn cái size nhỏ xuống một tí để mà các bạn gom cái phần, cái mặt hay cái thân người đó cho nó chính xác hơn. Thiếu thì mình chọn cái hình dấu vẽ để mình vẽ thêm vô. Giống như cái này nè, nó mình phải vẽ thêm vô. Còn cái nào mà nó dư ra mà nó không cần thiết thì mình chọn cái gom, nó dễ vậy thôi. Ok, vậy thì bây giờ Trâm sẽ làm nhanh cái bước này và Trâm sẽ cho các bạn coi kết quả là sau khi Trâm cắt ra nó như thế nào nha. Thì các bạn có thấy không, khi mà mình cắt ra rồi thì cái tấm hình nó sẽ như thế này, có nghĩa là chỉ một mình thôi. Sẽ bấm chữ Next. Sau đó bạn sẽ save cái tấm này về cái máy của bạn trước. Các bạn để đó ha. Và bây giờ sẽ là cái bước mà mình tìm kiếm cái phong cảnh phía sau mà mình muốn ghép cái tấm này vô. Thì Trâm sẽ chọn cái tấm hình này. Cái tấm hình này á là Trâm mới vừa download nó ở trên mạng về. Thì Trâm muốn lấy làm ví dụ cho các bạn xem thôi. Thì các bạn nhìn thấy tấm hình này á, nó hơi là rõ, cho nên khi mà mình ghép cái người mình vô á thì nhìn nó bị ảo. Cho nên cái bước đầu tiên mà Trâm sẽ làm, có nghĩa là Trâm sẽ làm mờ cái tấm hình này đi. Kiểu như là mình chụp mấy cơ đó các bạn, thì ngoài sau mình nó sẽ là cái phong cảnh nó bị blur á. Thì bây giờ Trâm sẽ chọn cái chữ Effect. Các bạn thấy không? Sau đó các bạn kéo xuống đây các bạn thấy chữ Blur nghe nè. Và các bạn sẽ chọn cái Blur này nó cũng ảo lắm. Các bạn phải chọn cái chữ là Lens Blur ngay chỗ này cho Trâm nha. Đó, có hiểu chưa? Các bạn chọn cái này thì cái kiểu Blur của nó là giống như cái Lens của camera vậy đó. Thì nó như thế này, nhưng mà bạn đừng có để cao như thế này ha. Bạn sẽ chọn cái chữ Radius á, là bạn sẽ kéo xuống cho Trâm như thế này. Và bạn sẽ làm sao nhìn cho nó thật nhất đó, chứ đừng có bị mờ quá hoặc là rõ quá thì cũng không có đẹp. Bây giờ Trâm một tí, Trâm chỉnh sao cho nó thật nha. Ok, Trâm nghĩ như vậy là được á. Có nghĩa là cái radius á là nó tầm khoảng 31 và cái lens á là khoảng 26 thôi. Sau đó Trâm sẽ bấm cái chữ apply ngay trên đây. Và bây giờ mình đã ra được cái tấm hình phong cảnh phía sau rồi. Tiếp theo Trâm sẽ bấm cái chữ là add photo ngay chỗ này. Và Trâm sẽ add cái tấm hình mà hồi nãy mà tụi mình chỉnh cắt cái người mình ra đó. Trâm sẽ add nó vô đây. Và đây ha là nó. Bây giờ cái vấn đề quan trọng á là bạn phải để cái tấm hình này vô làm sao mà nhìn cho nó thật. Với lại á, do cái tấm hình này là Trâm chụp vào ban ngày, còn cái tấm hình phong cảnh á mà Trâm chọn á thì lại là ban đêm, cho nên nhìn vô nó cũng khá là mâu thuẫn nữa. Cho nên Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà Trâm sẽ chỉnh sửa cái này như thế nào. Thì đầu tiên á, Trâm phải zoom cái này ra trước. Và bây giờ Trâm sẽ thu nhỏ cái tấm hình này lại ha. Thì Trâm coi thử là Trâm sẽ để cái hình Trâm như thế này cho nó hợp. Trâm nghĩ như thế này là hợp rồi đó mấy bạn.
chưa dừng lại ở đây nha. Các bạn kéo cái thanh qua, các bạn sẽ thấy cái dấu là address, các bạn chọn đó cho Trâm. Và sau đó cái brightness á, thì Trâm sẽ giảm cái ánh sáng của cái người Trâm xuống để cho nó match với lại cái phong cảnh phía sau. Thì Trâm sẽ kéo này xuống tí xíu. Đó, như thế này, đó, bây giờ. Sau đó cái contrast á, thì Trâm sẽ tăng lên một chút xíu. Sau đó là tất cả Trâm sẽ giữ nguyên, chỉ có cái highlight Trâm sẽ kéo xuống luôn. Đó, như thế này để cho nó trầm, nó tối lại bớt hết. Và sau đó cái shadow thì Trâm, ôi chắc là Trâm giữ nguyên luôn. Và sau đó Trâm sẽ bấm cái chọn apply phía trên. Nhưng mà chưa hết nha các bạn, bây giờ các bạn nhìn nè. Các bạn thấy cái cục gom phía trên không? Trâm sẽ chọn cục gom đó để mà Trâm làm mờ đi cái nét của cái người mình á, để cho nó match với lại phía sau luôn chứ không phải. Chứ bây giờ các bạn nhìn nè, các bạn thấy cái tóc của Trâm không? Nhìn cái phần này nó lẫm chởm và nhìn vô nó rất là giả luôn. Nhưng mà Trâm chỉ các bạn cách khắc phục nha. Bây giờ mình sẽ chọn cái tóc mình của Trâm lại và Trâm sẽ chọn cục gom. Thì ngay chỗ này nè, các bạn sẽ zoom ra ha. Bây giờ mình sửa trên cái tóc mình trước nè. Các bạn sẽ chọn hình cục gom. Thì hai cái dòng dưới là opacity và là cái hotness á, là mình sẽ kéo xuống. Thì mình làm như vậy để cho nó giảm đi cái độ sắc nét đó mấy bạn. Đó, các bạn cứ chùi cái này đi, nhìn cho nó thật, nó blend vô cái nền phía sau đó. Đó, như thế này. Và sau đó ngay cái đường viền của cái người mình đó nha, các bạn cũng sẽ để giảm cái này xuống 2-3 mấy. Và các bạn sẽ làm như vậy cho hết cái người của mình luôn. Đây, đó, các bạn cứ chàng nhìn cho Trâm. Lúc mà mình làm á, thì mình thấy nó không có gì khác biệt hết trơn á. Nhưng mà khi mà lát nữa mà bạn zoom cái hình nhỏ lại đó, thì các bạn nhìn vô bạn thấy sẽ thấy rất là thật, chứ nó không có phải như là như lúc trước nữa. Thì đó, Trâm sẽ cứ bôi như vậy cho hết cái người Trâm luôn. Đó, nhất là cái phần mặt nè, mình làm sao đó, mình cứ bôi một cái lớp nhẹ như vậy đó, thì nó sẽ blend vô rất là đều. Bây giờ mình sẽ tới cái phần tóc phía sau nha. Và Trâm cũng sẽ làm tương tự luôn. Trâm sẽ bôi đi cái phần mà nó bị viền viền ở ngoài đó. Tóc là cái phần mà mình sợ nó không bị tự nhiên nhất luôn á, tại vì nó là những cọng đó mấy bạn. Còn đây cho nhìn coi, đó các bạn thấy chưa, nó thật hẳn luôn đó. Đó, cái đó là cái bí quyết của Trâm á. Trâm làm vậy là mình sẽ không bao giờ mình biết là người ta ghép vô hết. Bây giờ Trâm sẽ bấm cái nút dấu này phía trên ha. Các bạn nhìn nè, trước nè, tấm hình này không, và sau nè, các bạn thấy không. Nhưng mà cái vấn đề là các bạn nhìn cái tóc này, nhìn nó cũng thật lắm chứ không phải là nhìn như là mình ghép hình vô đâu. Thấy chưa? Và bây giờ Trâm sẽ bấm chữ Next và Trâm xây cái tấm hình này về máy của Trâm. Trâm muốn sửa lại cái phần mà tay hồi nãy nó bị đấy á, cho nên Trâm sẽ vào Snapseed nha. Trâm sẽ chọn cái chữ là Healing. Đó, Trâm tạm như vậy đi nha. Trâm chọn vô cái chữ Selective, rồi sau đó Trâm đụng vô đây. Và Trâm sẽ làm cái độ sắc nét của nó giảm xuống một tí để cho mình không có thấy cái đó nữa. Đó, Trâm nghĩ gì đâu được rồi. Bây giờ Trâm sẽ bấm cái chữ Save về. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái tấm hình này vô trong Lightroom. Và Trâm sẽ chỉ cho các bạn cách mà Trâm chỉnh cái tấm hình này sao cho nó sắc sảo và đẹp nha. Thật sự thì bữa giờ Trâm chưa có chỉnh những cái tấm ảnh mà kiểu tông tối như vậy, cho nên bây giờ Trâm chỉ cho các bạn cũng là cái lần đầu tiên mà Trâm ngồi Trâm chỉnh luôn đó. Bây giờ đầu tiên như thường là mình sẽ chọn cái chữ là Auto nha. Bây giờ Trâm sẽ chọn chữ Light. Và Trâm không có thích nó sáng như vậy tí nào luôn á. Trâm muốn cái hình nó tối cho nên Trâm sẽ kéo này xuống. Đó, contrast thì Trâm sẽ tăng lên ha. Highlight thì Trâm sẽ giảm xuống. Cái shadow thì Trâm sẽ tăng lên một chút xíu. Cái white thì Trâm sẽ giảm xuống luôn. Cái black thì Trâm sẽ, để coi, Trâm sẽ giảm xuống chút xíu nha. Sau đó Trâm sẽ chọn cái chủ là color. Cái tấm hình này là Trâm lấy từ Hồng Kông á, cho nên Trâm muốn cái tấm hình này chỉnh theo cái kiểu là tông đậm như là Hồng Kông mà dạo gần đây nhiều bạn muốn Trâm chỉnh đó. Cho nên bây giờ Trâm sẽ tăng cái temperature lên. Trâm sẽ tăng cái tint lên luôn để cho nó có kiểu là hồng hồng đỏ đỏ đó. Và cái vibrance với cái saturation Trâm sẽ giữ nguyên. Sau đó Trâm sẽ chọn cái chữ mix. Và màu đỏ thì Trâm sẽ giảm xuống để nó ra cái màu đỏ đậm. Sau đó cái saturation thì Trâm sẽ tăng lên chút xíu. Cái luminance thì Trâm cũng sẽ giảm xuống một chút xíu luôn. Nói chung là giảm xuống hay tăng lên thì tùy các bạn, mà Trâm nghĩ là Trâm sẽ giảm xuống. Sau đó là cái màu cam, thì trong đây màu cam cũng khá là nhiều ha. Thì tùy các bạn thôi, Trâm nghĩ là Trâm sẽ giảm cái màu cam xuống bên tay trái để nó ra cái màu là cam cam đỏ đỏ, nó hợp với lại mấy màu kia luôn. Saturation thì Trâm sẽ giảm xuống một chút ít. Cái luminance thì Trâm sẽ tăng lên một chút xíu. Sau đó tiếp theo là màu vàng ha. Màu vàng thì Trâm sẽ tăng lên luôn để cho nó đậm cái màu lại luôn đó các bạn. Đó, sau đó cái hue của màu vàng thì Trâm sẽ kéo bên tay trái để nó ra cái kiểu màu vàng hồng. Cái luminance thì Trâm sẽ giảm xuống tí xíu thì được đó. Cái màu xanh da trời thì Trâm muốn ra màu xanh ngọc á. Trâm sẽ chỉnh luôn tay trái như thế này nha. Đó, như thế này ha. Rồi giờ trước nè, sau nè, tạm được rồi đó.
về trong chọn cái chữ effect, cái texture là Trâm sẽ tăng lên chút xíu, cái clarity Trâm cũng sẽ tăng lên chút xíu. Trâm muốn cái tấm hình mình nó có một cái chút độ rand, cho nên Trâm sẽ kéo cái rand lên, Trâm giảm cái size của nó xuống. Và sau đó là Trâm sẽ qua cái chữ là detail, sau đó Trâm sẽ tăng cái độ nét lên, masking, noise reduction với lại color noise reduction. Đó, Trâm đã thấy bắt đầu tạm được đó các bạn. Bây giờ các bạn muốn cái hình của mình nó đậm màu sắc lên á, thì các bạn chọn cái chữ color ha, và cái vibrant các bạn tăng lên như thế này nè, nó đậm màu thôi, nó như thế này. Bây giờ Trâm sẽ chọn cái chữ effect. Sorry các bạn nha, tại vì đây là lần đầu tiên mà Trâm chỉnh cái kiểu này luôn á, cho nên kiểu như Trâm cứ đang ngồi Trâm tìm thử cái nào nó đẹp nhất là. Đó, mình tăng cái này lên là các bạn thấy nó kiểu nó cổ quá, các bạn thấy không? Ôi, để này lên đẹp quá vậy. Bây giờ nè, các bạn tính nó kiểu như cam cam vàng vàng như thế này, hay là kiểu xanh xanh như thế này. Đó, Trâm sẽ tăng lên 4, 5 hoặc là 6 như thế này nha. Đó, trước, sau. Nói chung là Trâm khá là ưng đó, Trâm thích cái màu này đó. Vậy là xong video này rồi. Và nếu như các bạn muốn Trâm làm về những chủ đề khác thì các bạn có thể comment ở phía dưới và Trâm sẽ làm cho các bạn xem ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này và mong rằng các bạn biết thêm được rất là nhiều thứ hay ho sau khi xem cái video này của Trâm. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye! I'ma give it to you, miss that smile.